Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một câu chuyện kể về hoàn cảnh của một người phụ nữ Việt Nam đã sống đơn độc ở Mỹ. Cô này thì lấy một người chồng người Mỹ trắng, nhưng mà cái anh Mỹ trắng này thì có gốc là người Đan Mạch. Và hiện thì cô đang gặp những khó khăn rắc rối trong cuộc sống, và gia đình cũng có một cái hoàn cảnh rất là thương tâm, cần đến sự giúp đỡ của nhiều người, nhất là những ai mà hiểu biết về luật lệ của nước Mỹ thì có thể giúp cô này. Thì sau đây chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô ấy lên đây. Mở đầu thì cô này cô nói là mình xin khẩn cầu cộng đồng người Việt góp một tiếng nói để mà giúp đỡ hoàn cảnh của mình. Thì cô này cô đang sống ở thành phố San Diego thuộc tiểu bang California. Thì chỉ sống có một mình thôi, chứ không có gia đình, bà con, dòng họ gì ở bên xứ Mỹ này cả. Và bây giờ thì chị bị mất con và bị buộc phải vào tù đó. Thì cái nguyên nhân dẫn đến cái sự kiện này đó là bởi vì cô này tiếng Anh còn hạn chế rất là nhiều, thành thử ra là không có thể nào mà rành được về luật pháp, và lại đi tin những cái người mà làm việc về xã hội, làm trong chính phủ á. Cho nên là đi ký một cái tờ giấy mà không hiểu rõ nội dung của cái tờ giấy đó nói gì. Thì đại loại là cô này cô lấy chồng người da trắng mà gốc là Đan Mạch, và đã lấy được 13 năm rưỡi. Thì cô ấy và anh chồng đã sinh ra được ba đứa con trai hết, một đứa 8, một đứa 12 và một đứa là 14 tuổi. Thì cô này trước khi ở bên Việt Nam đó là cũng có bằng đại học kiến trúc. Khi mà mang tấm bằng đại học kiến trúc này qua bên Mỹ này thì không thể nào sử dụng được tấm bằng này. Bởi vì thứ nhất là tiếng Anh không rành. Không rành thì đương nhiên là nói chuyện với Mỹ người ta không hiểu, thì không ai ta mướn những cái việc làm mà đòi hỏi trình độ kiến thức. Thứ nhì là bằng cấp của Việt Nam mang qua đây thì không được công nhận. Cho nên là muốn sử dụng lại cái bằng cũ của mình thì phải học lại. Thì học lại đương nhiên là mất một cái thời gian là khá lâu. Ít nhất cũng phải mất khoảng 4-5 năm hay 5-6 năm để, nếu mà đối với những người mà cố gắng và có thể nói là có trình độ thực sự thì mới có thể theo học ở bên Mỹ này được. Còn nếu mà vừa học vừa chơi đó thì không bao giờ mà tốt nghiệp được cái bằng cấp nào ở bên Mỹ này hết. Thế cho nên là cô này mặc dù là có bằng đại học kiến trúc bên Việt Nam, nhưng mà khi qua nước Mỹ này thì coi như là cũng vẫn phải đi làm cái nghề neo, bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì chỉ có nghề neo thì mới không cần bằng cấp gì cả, mà chỉ cần khéo tay hay làm thôi. Mặc dù là nghề neo thì cũng khá là vất vả và có rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Chẳng hạn như phải ngửi những cái mùi hóa chất, hoặc là phải gò lưng thiết cật vào để làm móng tay móng chân cho họ thì mới có thể kiếm được tiền. Nhưng mà bởi vì mới sang bên Mỹ không còn biết làm cái nghề gì khác, cho nên cô này cô đi làm neo. Rồi từ khi mà cô lập gia đình, cô có con đó, thì cô chỉ biết mỗi một công việc đó là đi làm neo rồi về nhà. Về nhà thì cô chăm sóc cho con cái, chăm sóc gia đình, lo dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cơm nước cho chồng, bởi vì chồng cô rất là bận. Anh ta không có thời gian để mà chăm sóc con cái, và cũng không có thời gian để mà đưa chúng nó đi học hàng ngày, cũng như là đi học tất cả những cái bộ môn thể thao khác. Cho nên cô này đã thay chồng làm tất cả các công việc, vừa đi làm neo lại vừa đi đưa con đi học, vừa đưa con đi làm những cái công tác thiện nguyện, rồi đưa con đi học những cái bộ môn thể thao khác. Con ốm thì cũng phải đưa con đi bác sĩ, và coi như là phải chăm nom săn sóc và làm tất cả những hoạt động cho các con của mình. Thì cuộc sống đang êm đềm như vậy á, thì đến tháng 4 năm 2019 á, thì tự nhiên anh chồng này anh đưa ra một cái giấy anh đòi ly dị. Thì khi mà anh đòi ly dị như vậy thì anh thuê hai luật sư để mà cãi cho anh ấy. Thì khi mà anh đưa giấy ly dị này thì mục đích chính của anh ấy, tức là muốn bỏ vợ nhưng mà cũng vẫn muốn có con đấy. Cho nên là khi mà tìm hai luật sư này thì mục đích chính đó là để cho luật sư tìm cái cách nào đó cãi cho mình, mà mình khi mà mình ly dị vợ mình thì mình không cần phải trả tiền child support, tức là tiền cấp dưỡng cho con á, bởi vì anh chồng của cô này làm rất là nhiều tiền. Thì anh tìm đủ mọi cách để mà kiếm những người làm nhân chứng cho anh ấy. Thì trước tiên là anh ta kiếm được 6 người nhân chứng, 6 người nhân chứng này chứng minh cho
cho anh ta cái lời nói của anh ta, nói là vợ của anh ta bị cái bệnh mental disability, có nghĩa là bị bệnh thần kinh, bị bệnh tâm thần. Đó, cho nên là có cái người mà bị bệnh tâm thần rồi, thần kinh rồi thì không thể nào mà lo lắng cho các con được, không thể nào mà là cái người mà nuôi con tốt nhất được. Cho nên là cái người nuôi con tốt phải là anh ta. Thì trong khi cái cô này là người chăm nom, săn sóc, nấu ăn, đưa con đi bác sĩ, làm tất cả mọi việc hoạt động trong nhà cũng như trong trường như vậy, thì anh chàng này lại nhận hết cái công về mình, nói là vợ của mình bị tâm thần như vậy, không làm được những cái việc này. Thì khi mà đi ra tòa đó, thì ông qua tòa, ông thấy người vợ này vẫn làm được những cái công việc như vậy, cho nên là ông xử là ông cho người vợ này nuôi dưỡng con cái và bắt anh chàng này phải chu cấp tiền nuôi con cái, tức là tiền child support đó, và cả tiền alimony cho cô này nữa. Bởi vì anh chàng này giàu lắm, có tiền nhiều, cho nên là phải có tiền alimony, là cái tiền mà cấp dưỡng cho vợ con khi mà mình có tiền dư nhiều đó. Thì cả bốn mẹ con cô này được lãnh là $1,610 một tháng. Thì cô này cố cho biết là cái số tiền này nó cũng không đúng, bởi vì anh ta là người rất là giàu, làm rất là nhiều tiền đó. Nhưng mà cô này cũng chấp nhận cái số tiền này, không hề phàn nàn gì cả, và cũng không có thuê mướn luật sư để mà thư kiện anh ta để mà lấy thêm tiền. Rồi thời gian trôi qua một năm, thì đến tháng 4 năm 2020 thì đã có một sự việc xảy ra giống như sau. Thì cô này có nói là cô đang nấu cơm ở trong bếp á, thì cô nghe tiếng cười đùa của con cô ở bên ngoài. Cô nhìn ra thì cô thấy con của cô đang ăn mặc giống như là đồ tắm vậy đó, là mặc bikini và nhảy múa, bắt chước cái điệu resting sumo đó. Thì thấy các con của mình nhảy múa vui vẻ và dễ thương quá, thì cô này cô vội và cô cầm máy điện thoại, cô chụp vài tấm hình và cô quay một cái đoạn video clip ngắn cái cảnh mà con của cô đang nhảy múa như vậy. Sau khi mà quay rồi thì cô này cô mới gửi vài tấm hình cũng như gửi một cái đoạn video nhỏ cho chồng của cô ấy, tức là cái người chồng mà đã ly dị rồi đó, tức là gọi gửi cho bố của mấy đứa nhỏ đó. Thì cô nghĩ là cô chỉ muốn chia sẻ những cái giây phút mà con của cô đang nhảy múa rất là vui cho người cha của chúng thôi. Nhưng mà không biết là trong cái video lúc mà nhảy múa đó, thì cái thằng út con của cô 8 tuổi đó đã mặc một cái quần là hơi bị rộng, cho nên là mới hở cái bộ phận sinh dục của nó ra ngoài. Khi mà gửi cái đoạn video này sang cho cái người bố của chúng nó đó, thì cái người chồng này thấy vậy đã nảy ra một cái ý định có thể giúp anh ta vĩnh viễn không bao giờ phải trả tiền chu cấp nuôi con nữa. Thì anh ta làm bằng cách này, anh ta chụp lại cái đoạn video mà có cái đoạn mà quay thằng bé đang mặc quần mà bị hở cái bộ phận sinh dục ra đó. Sau khi mà quay lại cái video đó xong rồi á, thì là anh ta gọi cảnh sát, rồi gọi thám tử, rồi anh ta báo là người mẹ của mấy đứa nhỏ đã gửi cái này. Nhưng mà thực sự ra thì là chính anh ta đã chụp lại cái video này và gửi cái này cho những cảnh sát cũng như là thám tử, cũng như là những người làm việc xã hội đó, social worker đó. Thì đến ngày 18 tháng 4 á, thì có một người social worker là người làm việc xã hội đã xuất hiện trước cửa nhà cô này, và mang theo những cái tấm hình mà có chụp, mà cô nữ chụp gửi cho chồng cũ của cô đó. Thì hỏi cái cô này là cô này có biết về những cái tấm hình này không. Thì cô này cô trả lời là có biết, và cô nói là cô chỉ nghĩ là con mình chơi nhảy múa vui nhộn cho nên là chụp lại và quay video lại thôi. Thì cái người làm việc xã hội này là một cái người African American, có nghĩa là người Mỹ da đen đó. Còn nói là khi mà cái bà này bà hỏi con của cô ấy, thằng bé 8 tuổi ấy, là mẹ của cháu có sờ vào chỗ kín của cháu hay không ấy, thì thằng bé nó nói với họ là có. Cho nên là bà social worker này bà mới hỏi cái cô này có sợ hay không, thì cô cũng nói thật là hàng ngày cô tắm rửa cho con của cô và cô có kiểm tra bởi xem con mình nó có bị ngứa hay không đó, bởi vì thằng bé này nó hay bị ngứa lắm, ngứa da đó. Và một điều nữa đó là thằng bé của nhà cô nó hay đái dầm, cho nên là buổi tối thì nó lại không có thích mặc quần lót để đi ngủ.
Đó, cho nên là mỗi một là buổi tối khi mà đi ngủ thì cô này cô thường thường là cô phải kiểm tra xem cô có con của cô nó có mặc quần lót để đi ngủ hay không á, cho nên là cô phải kiểm tra đó. Khi mà cô chạm vào da của con cô thì cô mới biết được là con của cô nó có mặc quần lót để đi ngủ hay không, chứ cô không có ý đồ là sờ mó bậy bạ đó. Thì cô nói là không bao giờ mà mình làm như vậy đối với những đứa con mà mình yêu thương hết lòng đó. Thì một một điều nữa là cái người làm việc xã hội này họ còn hỏi là tại sao mà còn thằng bé lớn như vậy mà cô vẫn cho con bú. Thì cô mới trả lời là tôi không có cho con tôi bú, như thằng bé út con của tôi thì nó rất là nghiền ti của mẹ nó từ khi mà còn bé, cho nên là tới bây giờ nó lớn lên nó thỉnh thoảng nó cũng vẫn nhõng nhẽo và nó vẫn giả vờ giống như là em bé đó, được bú tí mẹ đó, nhưng thực ra thì không phải là nó bú mà nó chỉ thích áp đầu vào ngực của mẹ nó để ngủ thôi. Thì khi mà cô này có giải thích những điều này với người làm việc xã hội đó thì cô lại không có rành tiếng Anh của cô quá giới hạn đi, cho nên là cái người việc xã hội này á, tức là social worker này đó, có nói cho cô thì cô cũng không có hiểu gì nhiều là bà nói gì nhiều, cho nên là cô chỉ là nói với bà giải thích một cách dài dòng đó là cô không bao giờ làm những điều bậy bạ như vậy đối với con của cô. Thì cái bà này bà cứ bắt cô phải ký vào một cái tờ giấy, thì cô không ký, nhưng mà bà dọa cô, bà nói là nếu mà không ký thì bà sẽ bắt con của cô đi, không cho con, không cho cô này gặp con nữa. Thì cuối cùng thì bà cứ nói hoài như vậy thì cô này cô mới tin bà này chắc là người của chính phủ, là làm việc cũng đàng hoàng, cho nên là mặc dù cô không có hiểu cái tờ giấy đó nói cái gì cả, không biết bà là bà viết cái gì trong tờ giấy đó hết, thì cô cũng đã nhắm mắt và ký tên, bởi vì bà dọa nếu mà cô này cô không ký thì sẽ bị cảnh sát bắt, nên cô sợ cô ký. Thì sau này khi mà cô nhờ cái người thông dịch, cô dịch cái tờ giấy đó ra thì cô mới biết đó là bà này bà kết tội cô là murder sexual abuse, tức là sách nhiễu tình dục con đó. Cho nên là khi mà cái bà này bà lấy được chữ ký của cô vào cái tờ giấy này rồi thì bà mới đưa cho luật sư của cái người chồng cũ của cô đó. Thì người chồng này đã dùng cái tờ giấy này để mà đưa lên cho quan tòa. À, để đưa lên cho quan tòa thì để trong quan tòa ông thấy là cái cô này chẳng những là bị điên mà còn làm những cái hành động mà quấy nhiễu tình dục của con như vậy á, thì không thể nào để cho cô này được nuôi con nữa, nên ông tòa ông phải để cho anh ta được quyền giữ con. Và khi mà ông tòa ông nhận được cái tờ giấy như vậy á thì ông xử để cho cái anh chàng chồng này nuôi con, được được quyền nuôi hết cả ba đứa con. Thì từ khi mà anh được quyền nuôi hết cả ba đứa con như vậy thì anh cắt hết cả tiền nuôi con và tiền trợ cấp cho cái cô này. Và đã 6 tháng nay rồi thì cô này không được nhìn thấy con và chỉ được gọi điện thoại. Và khi gọi điện thoại cho con thì phải có người giám sát. Ngay cả khi mà nói chuyện với con qua FaceTime mà đó, tức là qua điện thoại mà con nhìn thấy mặt đó, thì cái người chồng cũng ngồi bên cạnh và nhắc cho con mình nói từng lời một, bắt con mình phải nói theo cái sự sắp xếp đặt của anh ta. Thì nhiều khi anh ta nhồi nhét vào đầu con của chị này đó thì để đó nó nói xấu về mẹ của nó nữa, nhưng mà bị cái người giám sát này người ta phát hiện. Là khi mà người giám sát này phát hiện anh sắp xếp như vậy á thì anh ta là phản đối, anh ta cho cái cô giám sát này nghỉ việc và mướn cái người mới. Thì khi mà anh ta nói với họ rằng các con của mình ghét và sợ mẹ của nó, nhưng mà cái người giám sát mới này nói với luật sư của cái cô này là mình là một người mẹ tốt và các con của mình nó muốn gặp mình, chứ không như là những lời của bố nó nói là nó ghét mình, nó không muốn gặp mình. Đó, chính cái anh chàng chồng này ngăn cản không cho con của mình nói chuyện, không cho con mình nói chuyện với mẹ của chúng, và còn nói là mẹ của chúng bị điên rồi, chúng nó không thể nào mà thích mẹ nó ghét mẹ nó không muốn nói chuyện với mẹ nó đó. Thì khi mà những cái người social worker, người làm việc xã hội này đó đưa ra tòa đó, thì quan tòa cũng như là những người làm việc xã hội này chỉ có nghe một chiều là nghe anh ta thôi, mà ép cái cô này phải nhận tội, phải ép cô này phải đồng ý là giao con cho anh ta nuôi.
Nếu mà không chịu đó thì con của cô ta sẽ bị đưa vào foster home, tức là đưa vào cái nơi mà nuôi dạy những cái đứa trẻ mà không có bố mẹ đó. Và cô nói là cái bà social worker này rất là kỳ thị, bà không có cho cái cô này nói gì cả, mà chỉ nghe cái người chồng của cô này nói thôi đó. Cho nên là cô này cô không chịu, và cô nói rằng cô ấy là một người mẹ tốt, thì cô ấy không có làm điều gì xấu xa cả, cho nên là cô nhất định không nhận tội. Nhưng mà cái bà social worker này, bà lớn tiếng, bà lấn át cô này, và bà nói với cô này là cái người ngoan cố, không nghe lời của bà ấy. Thì bà nói là nếu không nghe lời thì bà sẽ báo cáo lên cho ông quan tòa, thì ông quan tòa này sẽ không cho cái cô này được quyền nuôi con. Thì cũng đúng như lời cái bà social worker này bà nói, thì bà đã báo cáo lên ông quan tòa. Nhưng mà khi bà báo cáo có rất là nhiều điều không có đúng sự thật. Cho nên là sau khi bà báo cáo lên ông quan tòa rồi, thì cả quan tòa lẫn bà social worker này nó không cho cái cô này được nói chuyện mà với con của mình bằng cách là nhìn thấy mặt nhau nữa, mà chỉ được gọi điện thoại không nhìn thấy mặt thôi. Thì từ đó trở đi thì không bao giờ mà cô gọi điện thoại mà cô được nhìn thấy những đứa con của cô ấy nữa. Bởi vì chồng cũ cô ấy không cho chúng nó nói chuyện. Đó, không cho nói chuyện với mẹ của chúng. Nhưng mà anh ta lại nói ngược lại là chúng không thích nói chuyện với mẹ. Và anh ta đã dùng tiền của anh ta để mua chuộc những cái đứa nhỏ bằng cách là mua rất là nhiều thứ mà chúng nó thích. Mua cả những cái đồ chơi điện tử mà mình cấm không cho con mình chơi, bởi vì sợ nó không có thời gian để học đó. Thì có nhiều khi anh ta mua và anh ta gọi, khi anh ta mua cho con của anh ta chơi rồi thì anh ta gọi cảnh sát tới, và anh cho con của anh nói chuyện với cảnh sát, để cho cảnh sát họ tin là những đứa bé này nó chỉ thích bố nó thôi, nó không thích mẹ. Đấy. Thì đã 6 tháng nay rồi thì luật sư của cái cô này đó vừa mới rồi thì báo cáo cho cô ấy biết là quan tòa đã kết tội cô ấy là murder, sexual abuse, rồi child abuse, neglect, tức là toàn những cái tội cô này là coi như là sách nhiễu tình dục của con, và không có khả năng để mà nuôi con đó. Thì cô này cô nói là từ khi quan tòa phán như vậy á, thì cô có thể bị bắt bất cứ lúc nào kể từ ngày 19 tháng 10, tức là cách đây khoảng 3 ngày đó các bạn. Thì bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 thì cô này có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Và cái tội danh của cô mà bị gán cho đó, thì có thể là bị tù chung thân và không bao giờ được nhìn thấy mặt con mình nữa. Cho nên là cô rất là hoang mang và sợ hãi. Giờ cô kính xin cộng đồng người Việt Nam góp một tiếng nói giúp cho cô. Bởi vì cô nói là cô chẳng bao giờ làm những điều bậy bạ này với con mình, những đứa con mà cô yêu thương vô cùng. Mình là một người mẹ suốt ngày đi làm, về nhà chỉ biết lo cơm nước và dạy dỗ con, đưa chúng đi học và đi những hoạt động thể thao khác, chứ chưa bao giờ bỏ bê con cái. Trong khi người chồng mình thì rất ít khi chăm lo tới con, và anh ta không bao giờ biết nấu món gì cả, không bao giờ lo lắng cho con ăn gì cả. Nhưng từ khi ly dị, tranh chấp con cái, thì anh ta đã tìm đủ mọi cách để giành quyền nuôi con. Và mục đích chính của anh ta không phải là thương yêu gì con cả, mà là mục đích chính đó là không cần phải trả tiền cấp dưỡng. Thì cô nói là mình thực sự đang rất đau khổ vì không được nhìn thấy các con đã 6 tháng nay. Mình không có gia đình, không có bà con và không quen biết nhiều. Tiếng Anh thì giới hạn, trong khi anh ta là dân da trắng, có chức quyền và có lương cao. Mình là một người thực sự là thân cô thế cô và không hiểu biết luật pháp gì cả. Cho nên mình tha thiết khẩn cầu, xin mọi người hãy cứu giúp mình và những đứa con của mình. Thì cô nói là xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người trong cộng đồng luôn được bình an bên gia đình. Thì đây là một cái câu chuyện chia sẻ lên đây để mà người nào mà có được cái ý kiến gì mới, hoặc là có quen biết với những cái người nào làm trong ngành luật pháp mà có lòng thương người đó, có thể giúp cô mà không lấy tiền hoặc là lấy tiền rẻ đó, thì có thể giúp cô để có thể cãi thắng cái vụ kiện này. Chứ thấy cái cô này bị anh chồng anh áp bức quá như vậy thì quá là tội cho cô. Thì mình chia sẻ lên đây, nếu ai biết được một cái phương cách nào đó giúp cô này thì xin các bạn comment ở bên dưới và chia sẻ nhé.